hậu Tiểu Vy sau 4 năm đăng quang. 4 năm kể sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, mới đây Trần Tiểu Vy cũng chính thức tốt nghiệp đại học. Cô thừa nhận bản thân đã thay đổi ít nhiều, ý thức được mình cũng là thần tượng của nhiều người. Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy chính thức nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian theo học tại đây. Tiểu Vy đã làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu với nhiều dự án nhân ái thiết thực, truyền cảm hứng, đồng thời vẫn tích cực theo học và hoàn thành các chương trình của trường. Tại buổi lễ tốt nghiệp, cô đã đại diện cho các tân cử nhân gửi lời cảm ơn đến trường bằng tiếng Anh, chia sẻ cảm xúc sau khi chính thức tốt nghiệp đại học, bước vào con đường lập nghiệp trong cuộc sống. Tiểu Vy tâm sự, từ một cô bé 18 tuổi non nớt và ngây ngô, danh hiệu hoa hậu giúp cô được mọi người biết đến và yêu thương nhiều hơn. Đâu đó, cô cũng ý thức được rằng mình cũng là thần tượng của nhiều người. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, cuộc đời của tôi đã thay đổi ít nhiều. Với danh hiệu cao quý này, tôi được mọi người biết đến và yêu thương nhiều hơn. Tôi nhận thức được rằng mình cũng là một thần tượng. 4 năm với cương vị Hoa hậu Việt Nam cũng là 4 năm thời sinh viên tươi đẹp. Nhìn lại, tôi thấy tự hào vì mình đã không bỏ cuộc, cố gắng cho ước mơ của chính mình và cố gắng cho hình mẫu của một Hoa hậu Việt Nam, cân bằng trách nhiệm của một Hoa hậu, Trần Tiểu Vy trải lòng. Người đẹp cũng không quên bày tỏ sự biết ơn đến đấng sinh thành vì đã luôn đồng hành, lắng nghe, vỗ về và ủng hộ mọi quyết định của mình. Tiểu Vy nhấn mạnh ngày nhận bằng tốt nghiệp chính là dấu mốc đáng nhớ và mở đầu cho nhiều cơ hội phía trước. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Vy có thể tập trung toàn lực cho sự nghiệp của mình cũng như hoạt động showbiz. Tôi đang theo đuổi con đường diễn xuất và dự kiến bộ phim đầu tay sẽ ra mắt vào tháng 12. Hiện tại, tôi cũng tham khảo một số bộ phim và tiếp tục sứ mệnh nhân ái của một hoa hậu. Hy vọng dù ở hành trình nào, tôi vẫn luôn có mọi người bên cạnh, Tiểu Vy chia sẻ. Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm đó, cô đại diện nhan sắc Việt lọt top 30 Miss World Hoa hậu Thế giới. Trước thời điểm tốt nghiệp đại học, Tiểu Vy từng phải nhập viện do bị viêm dạ dày khiến sức khỏe bị sụt giảm, cân nặng giảm tới 5kg. Người đẹp gốc Quảng Nam cho biết sau biến cố về sức khỏe, cô luôn cố gắng điều chỉnh cuộc sống, công việc và tập luyện đều đặn để đảm bảo sức khỏe.